Alo. Rồi xong rồi, có tiếng rồi. Alo. Và như vậy là xin chào mừng quý vị các bạn đã đến với giải sinh viên mở rộng 2014, và đây là màn hình máy của game thủ mùa 1. Vâng, anh lấy một cái tên khá mỹ miều và cái tên mà có thể nói là nói chung là khiến tôi méo mồm méo lưỡi mà vẫn chưa có thể hình dung cái tên này là tên gì. Tôi tạm gọi anh là Park Hin Won vậy. Một cái tên có thể nói là cong hết cả mồm và mắt lên mà vẫn không thể đọc được. Vâng, đây là một trận thi đấu mà game thủ một được cầm Minh Oan. Vâng, bãi quả đầu hơi xấu thì phải. Như vậy là một trận thi đấu Minh Oan đầu cánh và lực là rất khỏe cho game thủ một. Vâng, và đây là màn hình máy tiếp theo. Minh Oan, như vậy là có một Minh Oan nằm sâu ở trong hướng 9 giờ. Vâng, và bài Minh Oan này rất nhiều những chú voi đã và đang chuẩn bị được về với nhà chính của game thủ màu 3. Tiếp theo là màn hình máy của Yamato đầu cánh. Vâng, màu 4 Kaze cũng có voi hiếu về nhà. Và tiếp theo là màn hình máy của game thủ màu 2 cầm Summer. Như vậy là cả bốn game thủ thì có mỗi màn hình máy của game thủ màu 2. Vâng, The Ram là hơi nghiệt ngã về đồ ăn khi mà anh đang phải dâng nông dân lên rất cao giữa bản đồ và vẫn chưa thấy thêm đồ gì. Vâng, không thì chạy sang nhà của game thủ màu 1 làm bãi quả cho nó ấm. Vâng, game thủ mà một có tới hai bãi quả, một chiếc bé S ở đây, tại sao không đóng mà ăn vàng luôn ở trong cánh ở trong. Vâng, 25 dân của game thủ màu hai Dream, liệu có kích nổi đời hay không. Đây rồi, rất may có một bãi quả dành cho game thủ màu hai, nếu không có bãi quả này thì khả năng cao là sẽ không ép đời được. 26 dân, một trận đấu mà đánh 26 dân. Ơ, đây có 7 hiếu anh không ăn. Hơi lỗi. Yamato đi, có lẽ là chúng ta sẽ xem màn hình máy Yamato của game thủ Kaze. Vâng, và đây là vâng team đại diện cho Đại học Ngoại thương. Vâng, tôi cũng mới chỉ kịp cập nhật là có game thủ Tài Còi và có game thủ vâng Kaze thôi. Vâng, còn hai game thủ còn lại là Park Hin Won và game thủ Dream là còn tên tuổi nào đây tôi cũng chưa kịp cập nhật. Vâng, vừa mới đến quán thôi, mới chân ướt chân ráo đến. Vâng, 3 giờ ngủ và 9 giờ dậy, nói chung là hơi căng. Trận đấu này thì Yamato game thủ Kaze anh đang ép đời khá tốt, 10-40. Vâng, bãi vàng ăn ở đâu, hai bãi vàng đều tương đối xấu. Và cái bãi vàng này thì ổn hơn khi mà cày nó nằm ngay cạnh với một chiếc BL. Bắt đầu có những chiếc ruộng ra tại nhà chính của game thủ Kaze. Vâng, cây gỗ đây có ken này không? Kiểm tra xem có ken này không, nếu không ken này phải chặt đi.
Vâng, bây giờ thì bắt đầu nâng cấp công nghệ cho con người giò. Như vậy là không ken được hai cây gỗ, đều là hai cây gỗ 40, nhưng quan trọng là vẫn có thể ăn được vàng mắc pin. Vâng, bây giờ thì con người giò đẩy đi. Và ai sẽ là người cùng cánh với game thủ Kaze đây? Thương mại đánh cái gì đây? Vâng, bây giờ thì con người giò đẩy đi. Vẫn chưa thấy nhà nào, như vậy là thấy nông dân của game thủ màu 7 Thanh Phương. Vâng, và chim lợn báo về là Đại học Thương mại sẽ gặp Đại học Bưu chính, liệu có chuẩn hay không? Liệu có chính xác hay không? Rất đông nông dân của game thủ màu 7 vừa bú xong bãi quả và đang đứng chơi. Ngựa giò của game thủ màu 8 cũng đã chọc chết hai dân. Vâng, đã chọc chết hai dân, bây giờ giật nông dân vào. Lên đời đóng P thủ không? Vâng, vậy E để bắt con ngựa giò rất nhanh tay, và bây giờ thì con ngựa giò này sẽ nằm. Chết thêm một nông dân nữa, như vậy là một con ngựa giò của game thủ màu 8 đã ăn được 3 nông dân. Ngựa giò đã đầy đủ công giáp, vâng, rất khoai. Cuối cùng thì nó cũng đã phải nằm. Bãi vàng chưa kín, vâng, bắt đầu bo bãi vàng đi. Vâng, và mặt bên này nữa, hai chiếc E tươi. Vâng, nhà của màu 7 không phải nằm ở đấy. Bây giờ thì đã bắt đầu có giò của game thủ 7 đến nơi rồi. Chốt hai chiếc hai đầu. Con người giò này còn đúng một phút nữa là nằm thôi. Như vậy là trận đấu này thì game thủ Kaze đã ăn được hai con giò. Bãi vàng của game thủ màu 8. Như vậy là IA bên này hơi yếu khi đã để chết 4 nông dân. Có lạc đà của game thủ màu 8 đến rồi. Vâng, có phải là Persian hay không? Hay là Katha? Hay là Pan? Vâng, những cái móng nhà của đơn vị quân mà có lạc đà, vâng, cả là Samarian nữa. Vâng, đây là quân gì chúng ta chưa được ít phút. Bãi gỗ này liệu có hở hay không? Lạc đà đang chảy rất đều đến từ game thủ màu 8, mà có cả một con chém của game thủ màu 7. Vậy E là cũng rất nhanh tay. Vâng, một tình huống mà hơi đáng tiếc. Chuyển sang đầu cánh bên kia, đấy là game thủ Minoan. Vâng, nhưng mà Minoan bên này thì game thủ màu 1 vẫn đang chém tốt. Và người cùng cánh với game thủ màu 1 đấy là game thủ màu 6 chip. Vâng, vẫn đang giữ tàm ở 25/44. Vâng, có phù thủy. Vâng, có phù thủy đứng thủ cho Minoan của game thủ màu 3 tài còi. Như vậy tài còi sẽ là người cầm Minoan và lên thẳng công Nga. Summerian 27/44, bài mà Summerian không lên đời. Nhưng mà quan trọng là game thủ màu 2 anh vẫn đang giữ tham khá tốt, đóng gần với cánh rừng. Vâng, đánh đóng gần với cánh rừng thì cần thiết ăn gỗ luôn anh. Và lại anh không thích. Đây là những nhà BL dâng lên rất cao và game thủ màu 2 anh đang tương đối liều. Vâng, anh đánh một bài liều. Anh đóng một cái chiếc S để ăn bầy hươu ngay sát với nhà BL của game thủ màu 8. Vâng, cái bãi quả vẫn đang còn thực kìa, tại sao không bú nốt bãi quả đi? Ba con cùng giờ đang đẩy đi. Vâng, một trận thi đấu mà anh đang sóc 4 nhà BA và không đều. Đây có một cái xác voi. Và đây là nhà của game thủ màu 8 và có cái bãi bò nhỏ ở đây. Có bãi gỗ của game thủ màu 8. Đây là màn hình máy của Yamato. Mất bãi vàng. Vẫn hở. Minoan trong cánh, timeline là 3x. Vâng, chạy nhông kèn rồi. Mặc dù là game thủ màu 1 Park In-won đã có những nhà BP. Vâng, có những nhà phù thủy đóng hướng sang nhà của game thủ màu 3 của tài còi để có thể thủ cho tài còi lên thẳng cung A. Nhưng mà đang bị các game thủ bên phía team Đại học Bưu chính Viễn thông chém quá gắt. Các bạn thấy là rất đông lạc đà của game thủ màu 6. Vâng, là game thủ màu 6 đang có quá đông lạc đà. Và bây giờ thì với một con phù thủy của game thủ, một con phù thủy của game thủ màu 1 Park In-won, liệu đẩy giang liệu có thủ được hay không? Với một kích lạc đà đông đến như vậy, rất nhiều công Nga đã nằm. Những con công Nga vừa sinh ra đã phải nằm xuống gần như là toàn bộ. Vâng, công Nga mới có một lớp giáp đầu tiên thôi. Mất thêm những chú nông dân đang làm thực tại bãi quả. Vâng, đang làm thực tại chiếc BG. Màn hình máy của game thủ màu 1 đầu cánh. Vâng, timeline vẫn là 28/68. Nhưng quan trọng là anh đang không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo kê cho game thủ màu 3. Vâng, đây là một tình huống mà anh đã lao được vào bãi vàng của game thủ màu 5. Nhưng quan trọng là cái bãi thực ở nhà của anh cũng mất. Và có cục R của Summerian. Màn hình máy của Summerian đâu rồi? Vâng, đây là màn hình máy của Summerian.
trúc, đây là kiến trúc. Anh Du là kiến trúc. Vâng, những chú cung rờ của Summer Real của game thủ màu 2 anh đang làm việc rất hiệu quả. Chúng ta có thể thấy bắn phi được một bãi gỗ của game thủ màu 5. Vâng, một trận đấu mà game thủ màu 2 anh đang dâng A lên giữa bản đồ và thi đấu rất hay. Vâng, anh đang có hai tên cung rờ. Vâng, số lượng không quá đông nhưng mà quan trọng là chất lượng của hai tên cung rờ này làm việc là siêu hiệu quả. Và đến thời điểm này thì đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa thấy bất cứ quân nào bên đối phương có cung rờ. Vâng, nông dân của game thủ màu 7 có bánh xe chưa? Đang di chuyển tương đối là chậm. Vâng, tương đối chậm, cẩn thận mới bắt tên cung rờ này. Như vậy là đã đi sai và tỷ số là 1-0 nghiêng về các game thủ đến từ Đại học Thương mại. Em biết thằng này, em biết thằng này. Kệ nó, anh Nam rồi. Có để video cuối trận không? Là cái gì?